mình cũng khá ngại về việc lấy cao răng bởi vì mình chưa từng đi bao giờ, thế nên rất sợ việc bị đau hay là chảy máu trên răng các thứ. Xin chào các bạn, mình là Hoàng Trung, năm nay mình 26 tuổi. Trước khi đến với nha khoa Victoria, mình chưa từng lấy cao răng ở đâu, cảm thấy việc ăn khá đau buốt. Mình cũng khá ngại về việc lấy cao răng bởi vì mình chưa từng đi bao giờ, thế nên rất sợ việc bị đau hay là chảy máu chân răng các thứ. Nhưng mà mình đã quyết tâm đến đây lấy thử và cảm thấy rất dễ chịu sau khi lấy cao răng, không hề đau như mình nghĩ. Và các bác sĩ làm việc rất tận tình, chu đáo. Sau khi lấy cao răng về, mình cảm thấy rất dễ chịu khi ăn và cảm thấy răng miệng sạch hơn. Mình khuyên các bạn hãy nên đi lấy cao răng thường xuyên, một năm từ 1 đến 2 lần. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký kênh Nha Khoa Victoria để đón xem những video mới nhất nhé.